Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới an lành và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường đại lộ Lê Lợi ngày xưa nè. Ngày hôm nay rất nhiều công trình ở đây. Và hôm nay nhân bữa cuối tuần rồi dẫn gia đình đi ăn, sẵn chia sẻ với các anh chị và bạn những hình ảnh ở khu vực Sài Gòn này luôn ha. Và hôm nay có sự góp mặt của Nị và bạn Đồng nhỏ. Chào ông bà cô chú Huy Đồng. Dì tạm tạm biệt. Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn ở trong Sài Gòn Center, siêu thị Takashimaya. Thì ở trên đó có tầng số 6, có rất nhiều nhà hàng. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ chọn cái nhà hàng Diêm Chu Tắc, một nhà hàng rất nổi tiếng. Nhưng mà không biết có chỗ ngồi hay không. Ở hệ thống nhà hàng này thì cũng có mấy chỗ ở Đông Du, đối diện Sheraton cũng có một cái, và ở Đồng Khánh, đối diện khách sạn Đồng Khánh cũng có một cái. Và hôm nay chúng ta đi nhà hàng ở trong cái siêu thị Sài Gòn Center này ha. Bạn Đồng nhỏ hôm nay khoái thích đi ăn nhà hàng. Chào ông bà cô chú ơi. Gì hẹn gặp lại. Đói bụng chưa? Ông bà. Bà Sài Gòn bây giờ là 7 giờ tối. Chúng ta. Đúng rồi. Chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ đại lộ Lê Lợi và con đường Công Lý ngày xưa, cũng là năm kỳ khởi nghĩa ngày nay. Đi ẩm nó qua đường. Ở đây chúng ta có một cái siêu thị Sài Gòn Center Takashimaya nè. Và rất là quen thuộc, có rất nhiều video clip về siêu thị này. Rồi chúng ta đi vô trong nha. Xe cổ rất là đông. Ở trong đây thì có mua sắm, rồi có ăn uống, có vui chơi, có tất cả. Làm gì bạn Đồng? Xe quá trời luôn hả? Ở đây người ta trang trí chuẩn bị Tết âm lịch rồi nè. Chúng ta đi vô trong nha. Bữa đây là Noel. Hôm nay là chủ đề mới. Lúa gạo. Cái này cái gì đây? Đâu biết cái gì không? Cái này là gì? Này là gì? Còn bên đây, là gì? Còn bên đây. Lúa. Ô, trái này lạ nè. Trái bắp hả? Trời, bà không biết.
Món này là gì đâu? Ăn toàn là những món hạnh phúc cát tường. Trái bắp này màu gì? Hồ này con gì nè? Rồi đi đi. À, mình đi lên lầu nha. Dịnh vô, dịnh vô. À, khu vực ở dưới sảnh bán rất nhiều mỹ phẩm. Lầu 2 làm gì? Cái này quen quá, lầu 2 là có Tiny World. Quay lại đi, ở đây là ngay tới cửa luôn á. Tới cửa chỗ Tiny World luôn á. À, lên đây là lầu 3 rồi. Lầu này bán giày dép túi xách. Đầu để chân sao? À vậy đó hả? À, và đây là lầu 4. Lầu 4 có Phúc Long. Dim tôi tắt ở lầu 6 là ha. Vợ dẫn bà ngoại vô đây mua chén đó, mua dĩa. Sao ngoại trong đây tôi chụp mặt quá. Cái dĩa Minh Long à. Dĩa Minh Long nhiêu? 500 mấy. Hả? 500 mấy cái dĩa. Đẹp lắm à. Đó, à, lầu 5 nè, lầu 5 bán quá nhiều. Rất là nhiều nhà hàng lầu 6 á, lầu 6 mới có đêm tu tắc. Hết hả? À, để chúng ta tìm coi đêm tu tắc nằm đâu. Còn đây là nhà hàng Nhật. À, có lầu 6 mà. Lầu 6 lên thang máy. Ở trong đây là cái gì? Bên đâu? À đây còn cầu thang nữa nè. Ô bà Đồng giỏi quá. À, khu này rất là nhiều nhà hàng. Nhà hàng Nara này chắc của Thái. Mấy lần trước thì chúng ta đi vòng vòng ở trong cái khu vui chơi. Hôm nay mình lên tới lầu 6 luôn. Ở đây ngoài những nhà hàng riêng này cũng có một cái khu của siêu thị. À, chúng ta lên lầu 6 đây nè. À, mình kiếm đêm tu tắc rồi. À, điện tắt ở cuối kia kìa. À, ở trên lầu nữa có sân vườn nữa luôn. Đó, điện tắt ở cuối đường nè. À, đây có quầy bar. À, trên đây trang trí rất là đẹp ha.
nội thất đây cao cấp, phòng massage. Đâu? Nó hồi vậy? À có kìa. Này cũng rất là đông đó nha. Hôm nay đây cũng rất là đông đó nha. À, hôm nay chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái địa điểm mới. À, và địa điểm này chắc là cũng ít người biết nên thành ra chỗ này cũng không đông lắm so với ở Trần Đạo và Đông Du. Rộng chưa? Ừ, đồng ăn món gì đây? Cái nào để chọn? Phải có cái cuốn gì, phải có cái cuốn gì? À đúng rồi, menu. Cuốn thực đơn. À, ở đây đẹp, ở đây yên tĩnh mát mẻ. Ở đây có khu vườn thôi chứ không có khách sạn. À, ở đây rộng rãi ha. À, cảnh cũng mát mẻ đẹp đẽ đó nè. Đây cũng thua gì ở ngoài Đồng Khánh hoặc là ở Đồng Du. À, lấy cái menu ra thêm thế nào nha. À, này đọc lên coi. Yeah, con cái gì đây? Đồng coi thử nha. Hát chảo. Nhìn hình nó chưa biết đâu. Ăn cơm này, cơm này ngon lắm. Cơm này dễ dãi. Cơm một cái lắm này. Giống sôi quá. Đây là con cơm này. Đúng rồi, giống sôi. Cơm đó không? Kêu bộ há cảo trước đi. Ờ, bộ điểm tâm chứ mệt thôi, kêu vài món thôi. Vài miếng há cảo nữa. Nó là cơm gì? Cơm chiên gà thịt. Ở đây là hủ tiếu mì cơm hả? Tên kỳ vậy? Phần này là 280. Đưa cho anh mượn. À, trong khi bạn Đồng chọn bên kia thì chúng ta sẽ chọn bên đây ha. À, bên đây thì có, để chúng ta xem coi món gì đây. À, ngỗng quay 1.6 triệu, 680 một con. Vịt quay Bắc Kinh 700.000 một con. À, còn vịt quay 630.000 một con. Gà luộc 560 một con. À, bên đây thì phá lấu đậu hũ 80.000, rồi phá lấu trứng 12 chục. Nói chung đây giá thì cũng không đến nỗi nào ha, chấp nhận được. Còn khẩu vị ngon hay không ngon thì cũng tùy thuộc khẩu vị mà của mỗi người, và hy vọng các anh chị và các bạn cũng cùng cái khẩu vị như em ha, thích món hoa, thích những cái món như thế này thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là ngon. Cơm chiên sốt
hủ tiếu xào, cơm gà xì dầu, $150, mì tươi Hoành Thánh tôm, khô hoặc là nước. Chọn món chưa? Lấy chọn cái gì vậy? Em đang có hát đảo, tôm tươi, hậu tiên chiên cuốn tôm tươi. À, coi chừng đổ hay không? À, còn rất là nhiều món luôn. Còn bánh hẹ. Quá trời. Đây có bánh dễ thương nè. Rồi để em chọn món rồi mời các anh chị và các bạn cùng thưởng thức nha. Đợi tí xíu nha, em tạm ngưng tí xíu nha. Đầu tiên là cái bình trà, trà lại. Màu trà rất là đẹp. Ăn ở đây nhớ tới chú Hùng. Rồi, mời các anh chị và các bạn dùng trà nha. Trà rất là thơm. Bạn đồng có cái chén nè. Chén màu. Màu gì? Xanh. Khỏi sợ bể. Đập. Khỏi sợ bể luôn. Rất ngon. Ngon đồng. Chưa ăn lấy gì ngon. Thôi. À, lúc nãy nị kêu xá xíu nè. Cơm chiên, cá cảo, tôm tươi, đậu hũ kỳ, bánh cuốn. À, để ba coi. Nước suối. Tạm thời kêu nhiêu đó nè, rồi chúng ta thiếu thì kêu thêm ha. Để kêu nhiều ăn không hết thì lãng phí. Đúng rồi, lãng phí. Đây, và đây là món đầu tiên nè, xá xíu nướng mật ong nè. Đó, nhìn hấp dẫn chưa, ở dưới có lửa nè. Ở trên là giấy bạc, ở dưới là lửa đó. Đúng rồi. Đồng lấy miếng có da. Đúng rồi. Cái tô bạn đồng tiếu à. Ở đây con nít thì người ta lấy cho cái tô nhựa khỏi sợ bể. Nóng không? Giống thịt chiên bà ngoại làm không? Đợi nóng tí xíu nha. Rồi mời các anh chị và các bạn thưởng thức nha. Để thử coi. Ngon sao? À. Cái này phải chấm nước tương. Ngon, thịt rất là mềm á. Vị ngọt. Và món thứ hai đó là cơm. Đây cơm này cơm gì? Ôi còn món gì nữa? Cái vị nó ngọt. Ngọt mật ong, thịt mềm. Rồi đậu miếng nước kiwi nữa.
làm gì vậy Đồng? Ngon. Ngon. Đó, bạn Đồng biết cầm đũa. À, thịt ở đây mềm, ngọt, không có bị mắc nghẹn nha. Rất là dễ ăn. Gấp được không? Gấp được không? Có đường gớt. Lấy cái nẻ không? Lấy cái nẻ. Lấy nẻ không? À. Món tiếp theo. Ngon, ăn xôi vô thử coi ngon không? Chúng ta thử tiếp món tiếp theo nha, là món thái cảo đây. Mời anh chị và bạn dùng bữa nha. Thái cảo có hai con tôm. Con tôm rất là giòn luôn. Mình ăn món này à? Món này rất là ngon. Thôi trong đây không hiểu đâu. Không hiểu làm sao trong đây tôm rất là giòn. Cắn một cái nước của nước tôm tứa tứa ra rất là ngon. Không cần phải chấm luôn. Nóng hả? Rồi tôm á. Ồ ngon. Miếng ở đâu rồi? Đây nè. Thò nổi hả? Năng thịt thôi. Bây giờ mình ăn thử cái món nãy nói này là gì quên, là xôi cơm chiên gà xé. Cơm chiên gà xé hắc tùng lộ à. Mùa cơm nó có giống lá dứa hả? Bó xôi, ngoài cải bó xôi hắc tùng lộ là cái đen đen này nữa hả? Mời anh chị nhé. Không biết hát tùng lộ là gì nữa. Nói chung món cơm này cũng rất là lạ, ăn cũng vừa miệng. Thử một xíu nữa nha, cơm rất là thơm. Thơm có màu xanh xanh của cái lá. Cải bó xôi xay ra. Đó, bây giờ bạn Đồng thử cái món tàu hủ kỳ nướng thịt. Bên trong là thịt. Giống như múc bàn. Ngon Đồng. Ngon ngon ngon. Ngon sao ngon sao. Ừ.
hắc tùng lộ. Rồi chúng ta tiếp tục thử cái món này nha. Đậu kỳ cuốn thịt nướng nè, mình chấm với nước tương nha. Rồi mời các anh chị và các bạn. Rất là thơm. Mày kêu ấy, cái này nó vừa ăn không cần phải chấm. À, ban đầu khoái món này rồi, tại giòn giòn á. À, bên trong thì thịt, thịt xay. Bên trong là món thịt xay cuộn lại, rồi lại có tôm nữa nè. Rất hấp dẫn. Nói món điểm tâm thì ở đây mới có buổi tối, còn hai cái cơ sở ở Đông Du với lại Đồng Khánh Trận Đạo thì không có ha. Nhưng mà mấy món kia có đầy đủ hết. Rồi và bây giờ mình thử cái món mới nha, là bánh cuốn, bánh cuốn tôm chiên. Bự quá. Mời các anh chị và bạn nha. Bên trong này có cái lớp bột này chiên giòn giòn, nhân thì nhân tôm. Đây đa phần các món có nhân đều tôm hết. Thịt thì hết nè, hết tôm rồi. Một cái dĩa là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Có lớp nước tương sẵn luôn. Bạn đồng đang uống kiwi, kiwi soda. Ngon đồng. Tôi đã ở đây ngồi rất là thoải mái nè, rộng rãi. Rất là đông luôn. Nhìn gì đâu? Nó nhìn gì vậy? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử món mới nha. Đây là chân gà hầm sốt bào ngư nè. Nè đâu đâu hả? Bị nghe ba đưa đưa húp cái muỗng nè. Cái tô này nhìn nó rất là hơi vui nè. Thành cái muỗng bị quẹo cái kén nè. Mời bà con thử nha, thưởng thức nha. Hãy thử miếng nước xem sao. Rất là thơm. Có vị ngọt ngọt. Thử miếng chân gà nè. Chân gà rất là mềm. Thank you.
chân gà rất là mềm, rất là thơm. Mình thấy lừa xương dễ dàng, có mùi tương. Sao vô? Còn có một cục xíu mại. Nãy giờ kia đi. No trời no luôn á. Đồng ăn nữa không? Nó này rất là ngon. Nhưng mà cũng hiểu bên trong đây có gì nữa. Ủa, bên trong đây nấu làm sao nữa, nhưng mà đây thấy không? Có chân gà nè, có đậu phộng. Bầu ngư thì tan ra rồi. Bà không thấy bầu ngư đâu ấy. Này, để em thử miếng nước nữa nha. Có đậu phộng rất là béo. Sốt bầu ngư rất là thơm. Chân gà rất là mềm luôn. Và chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye, bye bye. Bye bye. Chào tạm biệt. Rồi, một số hình ảnh ở trong chim tu tắc gửi cô chú anh chị và các bạn xem. Để chúng ta có thêm một địa chỉ nữa để mình có dịp đến Sài Gòn thì mình cũng thưởng thức thử ha. Ở đây là lầu 6 của Sài Gòn Center, siêu thị Takashimaya. Ở đây thì rất là rộng, thoáng, rồi sạch sẽ, lịch sự. Và đặc biệt là giá cả cũng hợp lý. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, bye của chú anh chị và các bạn. Đi 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 về thôi, mình đi về thôi. Ủa không cho về hả? No chưa, đồng no chưa? Rồi nhân đây chúc cô chú anh chị các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye, bye bye. Bye bye đi, bye bye đi. Mi bye mi. Bye bye đồng. Đâu bay đồng.